Chương trình này được bảo trợ bởi The new 2021 Sienna with hybrid power has an incredible 648-mile driving range. Loan Factory 714-444-9999, đừng bỏ lỡ. Cảm ơn quý vị vẫn theo dõi chương trình Cà phê sáng vào Chủ nhật của Nhi Huyền và Lê Thái. Và bản tin kế tiếp là nói về những con robot, thì những cái con robot như quý vị cũng thấy là ở trong nhà nó đi clean up, có nghĩa là nó lau sạch nhà mà nó chạy xung quanh để nó hút bụi thì rất là khỏe thưa quý vị. Như có như cũng có một con iRobot ở nhà, nhưng mà nhiều lúc nó ngu dễ sợ luôn. Nhiều lúc quý vị nó không có clean được cái gì hết, mà nhiều lúc nó cứ kẹt tới cái góc này, nó kẹt tới cái góc kia. Nhưng mà một cái tin mới ra là họ improve những cái con robot tự động này. Thì tại Hồng Kông thì đang sản xuất ra hàng loạt những con robot tự động này. Và những con robot tự động này nó thông minh hơn rất là nhiều. Nó có thể tự quyết định cho chính nó, chứ nó không cần phải sự điều khiển nữa thưa quý vị. Như con robot như cái con hút bụi ở nhà thì nó không có tự làm được cái điều đó. Thì cái con robot này nó không những làm việc chăm chỉ mà nó còn rất là thông minh. Và khi nó có thể hiểu được và nó có thể hoạt động được, nó có thể tự quyết định nếu mà đi tới cái khúc nào đó mà kẹt thì nó biết cua đi cái con đường khác thưa quý vị. Và robot di động này được khởi nghiệp và được phát triển và được improve là được làm bởi công ty mới có cái tập đoàn công ty của Trung Quốc là được mới mở. Khi con những cái con robot này cái sử dụng phần mềm gọi là phần mềm AI. Cái phần mềm AI á, nói viết tắt là chữ AI, nhưng mà nó là nó dịch ra hết là Artificial Intelligence thưa quý vị. Và cho phép người tiêu dùng chẳng hạn như xử lý những cái ngôn ngữ tự nhiên nè, thị giác máy tính và nhận dạng giọng nói. Thì cái con robot này nó có cái software được viết trên một cái software gọi là AI và được hướng dẫn bằng mã QR ở trên sàn và sử dụng cái software này để mà điều khiển con robot. Và những con robot này có thể đưa ra quyết định riêng của mình, bao gồm cả hướng đi và di chuyển và có thể cua. Và nó làm việc rất là chăm chỉ thưa quý vị, 24/7 ngày lận. Và theo một nhóm nhà nghiên cứu và hoạt động của những cái con robot này như quý vị cũng thấy ở trên màn hình, nó đã sử dụng những cái dữ liệu để cải thiện các thuật toán và giúp con robot hoạt động hiệu quả hơn. Và những con robot này đã trở nên phổ biến trong các nhà kho trên toàn thế giới và nó đã được phân phối và được bán ở trên 30 quốc gia và tới hơn 15.000 cái những con robot này thưa quý vị. Và cả những cái kho hàng như là Nike và Decathlon và những cái kho hàng khác cũng đã mua cái con robot này để về nó làm việc, nó có thể sắp xếp hàng hoặc là nó có thể clean up cái warehouse. Và theo giám đốc điều hành cho biết rằng là con robot này trở nên làm việc rất là hiệu quả hơn rất là nhiều và giúp những cái công ty đáp ứng nhu cầu giao hàng cũng nhanh nè, giảm phí chi phí lao động và bớt đi cái sai sót của con người. Khi con người làm việc nhiều thì cũng có gọi là human error thưa quý vị, là mình cũng có những cái sai sót. Thì cái con robot này, cái sự chế tạo của họ ra là muốn những con robot này thay làm việc. Và khi mà robot đã làm việc rồi, mà computer đã làm việc rồi, khi mà nó không làm được thôi, nó làm rất là chính xác thưa quý vị. Và họ đang improve những cái con robot này rất là nhiều, không những là clean up ở nhà không, mà nó còn giao hàng, nó còn đóng hàng, nó làm việc ở trong warehouse thưa quý vị. Tất cả những việc gì ở trong warehouse là nó làm hết. Hay quá. Thật sự là càng ngày thì chúng ta thấy rằng khoa học kỹ thuật nó càng tiến bộ đi. Nhất là cái đầu óc phát minh của con người ấy, vô cùng tiến bộ. Và quá tiến bộ luôn, người ta phát minh ra những cái con robot. Chúng ta thấy rằng khi mà nhìn cái con robot này không nghĩ là nó sẽ làm được những công việc như vậy. Quay lại cái con robot mà chị Như Huyền nhắc đến ở nhà chị Như Huyền đó, thì chị Như Huyền dùng từ ngu đối với nó thì thật sự là quá tội nghiệp nó đi. Tại vì nó chạy vui thôi, nhiều lúc nó ngu dễ sợ. Dạ, đúng rồi. Ơi là tức luôn. Nhiều khi mình tức quá thưa quý vị, mà nó nói xong mày ngu quá, nhưng mà thật sự là con robot nó cũng không biết giận đâu, mới chửi thế mồ luôn, mà cũng không bao giờ nó giận được. Tại vì thật sự là những con robot nó không có cảm xúc, nhưng mà
em đã từng mua cái con robot đó rồi ở trong Costco và xài rồi thì em thấy nó cũng rất là good, rất là ok. Nhưng mà giống như chị Như Huyền nói thì nó cũng có một cái hạn chế nào đó. Có hạn chế, thật sự là nó không thể nào mà nó hút được. Đôi lúc có những lúc mà nó điên lên nó bị kẹt lắm, cái nó nằm ở trong nó đó luôn. Nó kẹt liên tục, nó không có biết cua. Nó không biết cua. Nó có những con nó biết cua, có những con là có thể là nó dội, nó đụng những cái đó thì nó thể nó đổi những cái chiều khác và nó quay những chiều khác. Nhưng mà tùy thôi. Và cũng rất có nhiều hãng nên người ta chế tạo những con robot robot mà hút bụi đó thưa quý vị. Và hy vọng rằng những cái con robot này trong tương lai thì nó cũng sẽ được tân tiến hơn, sẽ được phát triển nhiều hơn và giống như người ta nói nó sẽ hiểu được cái suy nghĩ, cái cảm ứng của con người, những cái gì mà con người suy nghĩ ra. Đôi lúc của chúng ta có thể chúng ta điều khiển nó bằng chỉ là những cái suy nghĩ của chúng ta thôi. Và em nghĩ rằng khoa học kỹ thuật sau này cũng sẽ tiến đến những cái bậc cao đó, đúng không chị Như Huyền? Cảm ơn chị Như Huyền đã đưa em một cái thông tin. Và kính thưa quý vị, nước Brazil hiện nay cũng đang đối phó với cái nạn mà COVID-19 rất là nặng nề thưa quý vị. Và hiện nay thì ngoài cái việc mà bị nhiễm COVID ra, chúng ta bị tổn thương phổi hay tổn thương một số cơ quan trong cơ thể, hay chúng ta bị suy hô hấp hay là bị nó ảnh hưởng đến tim cũng như là não, thì ngoài ra thì có một cái bệnh vô cùng nguy hiểm nếu như mà chúng ta không chịu chích ngừa COVID-19 để mà nó bị gây đến vấn đề này. Đó là theo tờ Independent, COVID-19 có thể nó dẫn tới là siêu lây nhiễm nấm ở Brazil và cũng có thể là nó sẽ phát triển ở trên toàn thế giới, vì cái biến thể của nó hiện nay là nó làm khiến cho tất cả các con virus này và nấm này nó có thể nó khiến cho nó bị kháng thuốc thưa quý vị. Và trên màn ảnh thì Lê Thái đưa đến quý vị xem cái thông tin về về cái con siêu nấm này thưa quý vị. Bệnh viện quá tải và nhân viên y tế bị kiệt sức và nhiều yếu tố khác thì nó đang góp phần tạo ra cái điều kiện lý tưởng cho sự xuất hiện của một loại siêu nấm kháng thuốc. Và hai cái ca nhiễm nấm Candida auris ở bệnh nhân bị nhiễm COVID-19 tại Bệnh viện Salvador, bang Bahia của Brazil được mô tả trên tạp chí Fungi và theo đồng tác giả nghiên cứu là Arnoldo Colombo ở Đại học Liên bang của Sao Paulo, thì 9 ca nhiễm virus này khác được chẩn đoán ở cùng một bệnh viện sau đó, và một số bệnh nhân bị nhiễm nấm nhưng không gây hại, trong khi vài người thì lại bị viêm nhiễm cái nấm này thưa quý vị. Và các nhà nghiên cứu người ta bày tỏ lo ngại dù không có ca nhiễm nấm nào kể từ đó, nhưng họ đang theo dõi những đặc điểm tiến hóa của cái Candida auris cô lập từ bệnh nhân tại bệnh viện ở Salvador. Và họ đã tìm thấy cái mẫu vật giảm độ nhạy với thuốc điều trị fluconazole và echinocandin ở Colombo cho biết. Và đặc biệt là cái thuốc mà echinocandin thuộc nhóm thuốc chính dùng để điều trị nấm Candida. Và trong một số trường hợp thì nấm xâm nhập vào mạch máu và gây viêm nhiễm hệ thống gọi là candidemia. Và các nghiên cứu trước đây người ta ghi nhận việc mà nấm xâm nhập vào mạch máu và phản ứng thái hóa của cái hệ miễn dịch của con người với mầm bệnh có thể là gây tổn thương nghiêm trọng tới vài cơ quan nội tạng trong người của con người mình, và thậm chí nó sẽ dẫn đến cái nguy cơ tử vong rất là cao. Và tỷ lệ tử vong ở bệnh nhân bị mắc candidemia lên đến là 60% thưa quý vị. Và theo Colombo cho biết là nấm Candida auris đang trở nên ngày càng kháng thuốc và không nhạy với thuốc khử trùng ở bệnh viện và phòng khám. Và kết quả là chúng có thể lưu lại trong bệnh viện và bám vào nhân viên y tế cũng như là lây nhiễm sang những cái bệnh nhân bị nhiễm COVID-19 đang nặng và người mắc bệnh nguy kịch là phải điều trị lâu dài hơn. Và theo nhóm nghiên cứu này thì cái thời gian ở lâu trong bệnh viện sử dụng cái ống dẫn tiểu và ống truyền tĩnh mạch, cái thuốc steroid và thuốc kháng sinh trên bệnh nhân bị nhiễm COVID-19 thì nó ảnh hưởng tới cái vi khuẩn có lợi trong cơ thể và biến nó thành cái mục tiêu lý tưởng của cái vi khuẩn là Candida auris. Và cái virus này có thể phá hủy cái chất nhầy ở trong ruột của bệnh nhân bị nhiễm COVID-19 và khiến họ có thể bị nhiễm candidemia. Trong khi một số nước thì người ta đã kiểm soát được cái sự xuất hiện của siêu nấm này và tình hình ở Brazil cấp bách hơn, thì nhóm nghiên cứu này đã chia sẻ từ tháng 12 năm ngoái về những cái nghiên cứu của họ, và họ đều nhận được cái mẫu vật của Candida auris cô lập từ bệnh viện Salvador để người ta kiểm tra cái nồng độ mà nhạy của nấm với thuốc điều trị. Và trong cái công những cái phát hiện này thì người ta đã kiểm tra là cái mật độ thuốc càng ngày càng tăng dần lên, nhưng mà để vô hiệu hóa cái loại nấm này, nhưng mà lại là vô tác dụng với những cái loại nấm này mà khi nó xâm nhập vào cơ thể của bệnh nhân bị nhiễm COVID-19. Wow. Và những cái bệnh nhân này người ta khi người ta mang cái mầm bệnh của Candida auris này và người ta mang cái nấm này, người ta có thể lây truyền ngược lại cho những người khác
với cái virus kháng thuốc như vậy. Và nó nằm trong cái cơ thể của nhân viên y tế cũng như là những cái bệnh nhân, cũng như trên các vật dụng ở trên cái môi trường mà y tế chung quanh đó, và nó không hề bị chết thưa quý vị. Và khi mà nó không bị chết đó, nó bị nhiễm và nó quay ngược lại trong cơ thể của bệnh nhân bị nhiễm COVID-19, nó tạo ra một cái con virus kháng thuốc và nó có thể nó lây truyền qua cho những cái bệnh nhân khác bị nhiễm COVID. Đây là một cái thông tin mà chúng ta thấy rằng chúng ta phải rất là đáng quan ngại, rất là đáng lo ngại, mà khi mà chúng ta đang trong cái thời điểm mà nhiễm COVID-19 rất là lớn ở trên thế giới này. Và hiện nay thì nó xuất hiện một số ca biến thể mà hoàn toàn là thuốc kháng hiện nay thì nó có thể nó kháng được cái virus của coronavirus thưa quý vị. Nhưng chúng ta không biết được tương lai thì những cái biến thể này nó sẽ như thế nào. Giống như cái biến thể ở Delta, ở Ấn Độ, cái biến thể Delta coronavirus hiện nay thì nó lây lan, nó nhanh gấp 80 lần hơn cả 100 lần so với cái chủng đầu tiên của coronavirus, thì chúng ta thấy vô cùng nguy hiểm. Mà hiện nay thì nó đang phổ biến ở Hoa Kỳ luôn, và nó phổ biến ở khắp nơi trên toàn thế giới, nhất là ở Việt Nam và Indonesia cũng như ở Brazil. Và hy vọng rằng cái bản tin này nó cũng sẽ đem đến một cái phần nào đó cái sự sợ hãi của những quý vị nào mà chúng ta chưa chích ngừa COVID-19, thì quý vị hãy nhanh tay nhanh chân chúng ta đi đến những cơ sở y tế gần nhất để chúng ta chích ngừa. Mà chích ngừa còn được có tiền mà còn được trúng số, thì tại sao quý vị không chích để bảo vệ sức khỏe của chúng ta, đúng không chị Như Huyền? Đúng rồi. Cảm ơn Lê Thái rất là nhiều cho cái bản tin này. Thưa quý vị nào cũng nhớ là đi chích vaccine, vì những con biến thể của coronavirus nó tới nữa thì không biết tính sao nữa thôi. Dạ vâng, và kính thưa quý vị, thông tin vừa rồi kết thúc phần 3 Cà phê sáng cuối tuần. Như Huyền và Lê Thái xin quý vị hãy giữ màn hình, chúng tôi sẽ quay trở lại sau phần quảng cáo những thông tin thương mại của đài.